Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Thành Audio. Như các bạn đã biết, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta càng ngày kinh tế, đời sống càng phát triển đi lên. Cho nên, nhu cầu giải trí của tất cả mọi người rất là lớn. Với một cái bộ dàn karaoke thì chúng ta sẽ rất khó để mang được đi khắp mọi nơi, đặc biệt là những bạn có sở thích đi du lịch, picnic hoặc là có niềm đam mê ca hát bất tận. Vậy để làm được điều đó thì ngày hôm nay Trường Thành Audio sẽ giới thiệu đến với toàn thể các bạn một trợ thủ cực kỳ đắc lực của chúng ta, đó chính là cái dòng loa kéo Karawamax KH30G. Đặc biệt là những cái dòng sản phẩm loa kéo ngày nay mới được phát triển nên là có thừa hưởng được rất nhiều công nghệ tốt nhất trong cái lĩnh vực giải trí audio. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tôi đánh giá chi tiết toàn bộ về cái sản phẩm loa kéo Karawamax KH30G này, mọi tính năng nổi bật, ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng dòng loa này các bạn nhé. Đây là toàn bộ cái sản phẩm của chúng ta. Thứ nhất là tôi và các bạn sẽ đánh giá lần lượt từ ngoại thất cho đến toàn bộ những tính năng và cấu hình của cái dòng loa kéo này các bạn nhé. Thứ nhất là khi mở sản phẩm ra thì chúng ta sẽ có cái loa kéo, và kèm theo loa kéo đó chính là một cái micro các bạn nhé. Micro, tôi sẽ mở cái micro này ra. Đây là rất là chuyên nghiệp các bạn ạ, nhà sản xuất đã có đầy đủ tem phiếu bảo hành các bạn nhé, công ty cổ phần các bạn Hưng Phát. À, các bạn nên nhớ rằng là sản phẩm này là một cái thương hiệu của Việt Nam và được sản xuất tại Việt Nam, nên là giá thành và mọi cái chi phí nó rất là thấp, nên là mức giá bán ra của sản phẩm này rất là tốt các bạn nhé, chỉ với 3.800.000 thôi chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc loa kéo Karawamax KH30G được rồi. Đấy, đầy đủ cái phiếu bảo hành của chúng ta ngày tháng của bạn. Các bạn nhớ nha, sản phẩm của công ty Khải Hưng Phát thì đạt được rất nhiều cái giải thưởng của người tiêu dùng lựa chọn. Wow, một cắm mic các bạn ơi, một cắm mic này. Nó kia một cái điều kiện chúng ta tăng giảm volume lượng. Các bạn nhìn này, đây là cái tay micro nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Màu trắng này. Chủ micro thì được làm mạ vàng rất là tinh tế, nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau thử, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết này. Chúng ta đang nhìn ngoại thất, chi tiết ngoại thất của sản phẩm này. Chiều cao của sản phẩm này là 59cm các bạn nhé, 59cm. Còn cái chiều sâu này là 34cm. Chiều sâu và chiều ngang, chiều ngang thì rộng hơn một chút là 34,5. Ở phía trước là mặt căng lưới, các bạn nhìn này, mặt căng lưới. Nhà sản xuất làm màu vàng, sơn tĩnh điện màu vàng. Chất liệu sơn tĩnh điện thì cực kỳ chắc chắn. Với cái màu vàng này thì sẽ tôn lên cái vẻ đẹp cực kỳ sang trọng cho đôi loa. Vỏ này được làm bằng cái chất liệu gỗ công nghiệp và bọc một cái lớp giả gỗ các bạn nhé. Nhìn sản phẩm cũng rất là sang. Màu này thì mang đi ra ngoài hoặc là chúng ta để nhà cũng rất chi nổi bật. Đây chúng ta nhìn mặt sau này. Mặt sau này thì có tay này là tay cầm để chúng ta có thể kéo sản phẩm đi. Đấy, các bạn chơi bạn muốn kéo đi đây, ta kéo lên đó, rất là tiện lợi đúng không ạ? Bánh xe để khi chúng ta có thể mang được đi khắp mọi nơi, rất là tiện, không cần phải nhấc bởi vì sản phẩm này cũng khá là nặng. Chúng ta sẽ kéo như cái vali vậy, đúng với cái tên là loa kéo các bạn nha. Với cái thiết kế nhà sản xuất để logo ở giữa và tạo ra cái căng lưới đối xứng thì cảm giác sản phẩm của chúng ta rất là đẹp và nó hài hòa về cái thẩm mỹ. Thứ nhất là loa kéo này có tính năng là phát được bằng Bluetooth này, có cổng USB để chúng ta đưa nguồn nhạc vào, một cổng mic này, chúng ta có thể cắm thêm cái cổng guitar vào để chúng ta chơi, có chỉnh mic vôn các bạn nhé, mic vôn này, guitar vôn này, echo đấy, phần echo để chúng ta chỉnh cái phần vang nhại cho micro đấy.
Tiếp theo là đầy đủ nút tính năng, ba giải tiếng điều chỉnh này, chép, bass. Đấy là cái volume của nhạc. Tiếp theo chính là gì? Nguồn điện của chúng ta sạc vào là 220V. Sản phẩm này loa kéo đường kính bass là 30cm các bạn nhé. Tép này là tép kèn, công suất phóng rất là xa và công suất rất là lớn. Do là vẫn còn tem của nhà sản xuất nên là mình sẽ không mở cái căng sản phẩm này ra. Nhưng mà theo thông số là bass 30 các bạn nhé. Và bây giờ cùng mời các bạn cùng mình trải nghiệm cái chất âm và chúng ta sẽ hát thử thực tế rằng cái chất âm của loa kéo Karomax KH30G này như nào các bạn nhé. Và đây là cái Bluetooth. Và bây giờ mình sẽ kết nối với Bluetooth, chúng ta sẽ hát thử luôn. Mình hát thì không được hay đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng hát để cho các bạn cảm nhận được cái chất âm của cái loa Karomax này. Chúng ta sẽ kết nối với Bluetooth của loa này.